Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người một cái dự án airdrop đến từ nền tảng của sàn KuCoin, đó là ăn chia 25.000 cái token CTC. Thì hiện nay thì sàn KuCoin nó đang ra rất nhiều những cái dự án airdrop miễn phí nên mọi người đừng bỏ qua nhé. Và để tham gia và được vào những cái kèo airdrop như này thì mọi người cần phải có một cái tài khoản đăng ký và KYC xác minh danh tính của sàn KuCoin. Và đường link đăng ký mình có để dưới phần mô tả. Và tất nhiên rồi, sau khi có tài khoản thì mọi người sẽ vào đường link sự kiện để tham gia vào các sự kiện của nó nhé. Rồi thì ở cái sự kiện này thì nó sẽ chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất thì sẽ có 5.000 người dùng đủ điều kiện đầu tiên điền vào biểu mẫu để nhận được tất cả các câu trả lời đúng đều sẽ chia sẻ là 15.000 cái đồng token CTC này. Tức là với cái kèo này thì mọi người nên làm nhanh nhé. Ai đến trước thì nhận trước, ai đến sau thì sẽ cơ hội sẽ ít hơn. Và nhóm 2 này, ngoại trừ những người chiến thắng ở nhóm 1, những người dùng đủ điều kiện khác điền vào biểu mẫu và nhận được tất cả các câu trả lời đúng sẽ chia đều 10.000 CTC. Rồi ok, và đường link sự kiện thì mình có để dưới phần mô tả ấy. Sau đó thì mọi người sẽ bấm vào đó và trả lời các câu hỏi ở đây. Rồi đáp án thì mình cũng có để dưới phần mô tả nhé. Mọi người sẽ chọn những cái đáp án đúng và tích vào. Rồi ở đây thì sẽ chuyển sang tiếng Anh cho dễ. Và mọi người sẽ tích vào những cái đáp án đúng cho mình nhé. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành điền những cái đáp án này. Rồi, ở câu hỏi 1 thì mọi người sẽ chọn đáp án C này. Câu hỏi 2, Open File, chọn đáp án B. Câu hỏi 3 là From Reward, chọn đáp án B này. Câu 4 này, câu 4 thì mọi người sẽ chọn là đáp án C này. Câu 5 mọi người sẽ chọn 12-15%. Rồi, câu 6 thì mọi người sẽ chọn Gateway Down. Câu 7 sẽ chọn Margin. Rồi, câu 8 It Price The Gap. Rồi, ok, đó là 8 câu hỏi. Và cuối cùng thì mọi người sẽ điền cái UID của sàn KuCoin vào đây nhé. Thì để lấy được UID của sàn KuCoin thì mọi người sẽ đăng nhập vào sàn KuCoin này. Rồi sau khi đăng nhập vào sàn KuCoin, mọi người bấm vào cái hình ở góc trái trên cùng này nhé. Và copy cái UID của nó. Rồi sau đó quay trở về biểu mẫu, mọi người sẽ dán UID vào đây và bấm chọn gửi. Rồi như vậy là đã xong cái airdrop này nhé. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.